Xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong video hôm nay. Trong video hôm nay em đang cầm để gửi tới mọi người hai sản phẩm. Đó là sản đều sử dụng cho Kia Rio. Nhưng mà Kia một bên là Kia Rio đời cũ, một bên là Kia Rio đời mới 2011 đến 2015, còn đời này là 2015 đến 2019. Với mã sản phẩm của nó là 976743T100QQK. Và sản phẩm bên này đề cao là 976743D3000QQK. Đều được sản xuất tại Nhật Bản. Đây, em xin mời mọi người sẽ cùng nhìn sơ qua. Với cái sản phẩm này thì anh em có thể dùng được cho rất là nhiều dòng xe. Cho Hyundai Tucson này, Elantra này, nhiều mã, rất là dùng chung, rất là nhiều mã. Với dòng này thì nó cũng dùng cho Kia Bride đời mới và Kia Rio bản đời cao. Với cái dòng van đuôi của Hàn Quốc này thì nó cũng có cấu tạo y chang như cái van của dòng Nhật hay dòng Đức. Thì như em cũng đã nói là bao giờ cũng thế, phía đuôi thì cũng bao giờ cũng là gồm rắc cắm điện, trên là một lớp nhựa để phủ, bên ngoài là một lớp thép cao cấp bọc phía bên ngoài để điều khiển, bên trong là cái bộ điện để điều khiển cái lò xo bên trong này đấy. Anh em có nhìn rõ không? Lò xo bên trong này để nó đóng mở khi mà anh em bật điều hòa AC. Với hai cái dòng này thì nhiều anh em cứ nói là cái van áp suất của Kia Rio. Nhưng mà anh em nên nhớ này, cái van Kia Rio đời cao thì bao giờ cái đầu để nó đưa vào trong nó cũng nhỏ hơn. Và cái lớp này thì của nó nhỏ hơn, thân của nó cũng nhỏ hơn. Đây, nhìn bên ngoài thì tất cả y chang nhau, nhưng cái van này nó nhỏ hơn này, van này bé hơn này. Đấy, trên phía bên trên là một lớp đồng được bao bọc phía bên ngoài của cái lò xo để bảo vệ cho lò xo hoạt động tốt. Đây là 1, 2, 3, cũng có 3 lớp gioăng như nhau để khi chúng ta đưa vào đến từng khắc của cái phía để người ta thiết kế cho cái van đuôi vào ấy, thì nó khít luôn. Đấy, vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu sơ qua mọi người là hai sản phẩm của dòng Kia Rio, nhưng mà một bản thì đời trước, đời cũ, một bản là đời cao. Thì như em đã nói, với cái dòng Hàn Quốc thì nó cũng rất là dễ nắp chung để cho nó chắc chắn và chính xác. Thì anh em khi cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì tốt nhất là gửi cho em là số VIN, số khung, số máy hoặc là hình ảnh của cái van càng tốt. Tất cả các dòng xe đều như thế, để nó được độ chính xác, chuẩn xác nhất, cao nhất. Cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video của em. Anh em có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn về sản phẩm thì liên hệ Zalo với em theo số máy 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người những video kế tiếp. Em xin chào.